Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 37 đối tượng về các tội gây rối trật tự công cộng và tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, chỉ vì bao thuẫn bộc phát trong giao tiếp, Nguyễn Văn Phi Trường đã nhiều lần hẹn gặp Hồ Văn Hiền để giải quyết nhưng chưa thành. Đến ngày 3 tháng 7, Trường và Phạm Trần Quốc Toàn đã tập hợp hơn 60 đối tượng mang theo nhiều vũ khí, hùng khí lưu thông trên nhiều tuyến đường do từng thấy hiền ngồi ở quán cà phê số 46 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, nên trường kỹ rằng hiền sống sinh sống ở đây và kéo đến trước quán cà phê, dùng hung khí xông vào tấn công những người trong quán, gây thương tích cho một nam thanh niên là khách đến mua nước. Đồng thời các đối tượng tiếp tục dùng hung khí đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản của quán rồi tẩu thoát. Khám xét khẩn cấp một bãi xe tại quận Bình Thạnh và bãi đất trống ở quận 12 có mang thu giữ một súng tự chế, tính năng tác dụng vũ khí quân dụng hai súng bút, một súng săn và hai viên đạn súng săn, sáu viên đạn vũ khí thể thao, một súng và bốn viên đạn công cụ hỗ trợ, một bình xịt hơi cay và nhiều hung khí nguy hiểm khác. Cơ quan chức năng cũng tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản, xác định thông tin lai lịch của hơn 20 đối tượng khác có liên quan và tiếp tục truy bắt.